Phụng chào tất cả mọi người nha. Sáng nay Phụng lại tiếp tục đi quay video cho mọi người xem nữa ha. Mấy bữa trước Phụng có đi dọc mấy con suối dưới đây nè mọi người. Phụng đi bắt ốc để làm một cái món ốc sốt Thái cho mọi người xem á. Thì Phụng phát hiện ở chỗ mấy bụi tre dọc suối á có rất là nhiều măng luôn ha. Hôm nay Phụng tiếp tục sẽ quay lại đây để hái mấy cái mục măng để làm một cái món măng nướng cho mọi người xem ha. Hôm nay Phụng rất là vui luôn, có một cái người bạn đi chung với Phụng mọi người. Các bạn này cũng rất là thích làm YouTube giống Phụng luôn ha. Nhưng mà bạn này còn ngại á, nên chưa có dám ra mặt. Hôm nay Phụng sẽ dẫn bọn nó đi chung trải nghiệm chung với Phụng ha. Phụng có chuẩn bị một cây rựa nè để Phụng chặt mấy bụi măng nha. Nhưng mà nếu mà mình ăn măng á thì mình không thể nào quên được cái món cơm lam đâu mọi người. Bây giờ Phụng sẽ dẫn mọi người chặt mấy cái ống nứa để mình nấu cơm lam rồi mình sẽ đi chặt măng sau ha. Giờ này chỗ Phụng mưa nhiều mọi người nên rất là nhiều muỗi luôn ha. Ở đây có một mấy cái bụi củ bán nè mọi người. Phụng tới được bụi tre rồi nha mọi người ơi. Chỗ Phụng có mấy bụi nứa nhưng mà bây giờ nứa nó sao nó bị chết rồi ha. Phụng mới thấy được cái ống tre nè. Cái ống này mình ốc cũng làm đủ rồi mọi người. Bây giờ Phụng sẽ chặt cái mấy cái tre ha. Chặt xong hết rồi ha, còn rửa sạch hết rồi, còn có chuẩn bị đây ít gạo nếp nè mọi người. Còn đây là chai xi tin number one, thường thường người ta nấu cơm nó cơm lam nữa mọi người là người ta bỏ nước ha. Bây giờ Phụng sẽ bỏ xi tin number one thử mình ăn thử nó như thế nào nha. Bây giờ Phụng sẽ bỏ cái gạo vô trước ha. Nếp Phụng bỏ vô ống hết rồi nha mọi người ơi. Bây giờ Phụng sẽ đổ xì tin với number one cho ha. Hai cái ống này Phụng sẽ đổ xì tin, còn hai ống này Phụng sẽ đổ number one cho nha. Ông Vinh ông cầm mấy cái lá chuối qua để mình đẩy cái nắp lên luôn ha. Bây giờ Phụng sẽ đổ vô nha. Phụng rót cho tôi hai ống theo. Mọi người nhìn cái xì tin nó sôi ha. Phụng nghĩ mình nấu cơm lam này ra nó sẽ màu đỏ màu vàng rất đẹp luôn mọi người. Phụng chưa ăn bao giờ nha, thử làm thử ăn sẽ ngon hơn. Rất là thơm luôn ha. Bây giờ Phụng sẽ đậy cái nút lại nha. Mọi người có thể lấy cái lá chuối hay là lá dong á, mình đậy cũng vẫn được ha. Phụng không có lá dong, bây giờ Phụng lấy lá chuối Phụng đậy lại nha. Hơi bự quá rồi. Mọi người có thể làm tương tự giống cái ống này là được ha. Phụng mới phát hiện có một cục măng trong đây nè mọi người ơi. Nó nằm rất là sâu mà Phụng chẳng được mọi người. Đây mọi người nhìn nè. Rất là non luôn ha. Tiến thêm mấy mực nữa. Cái khúc dưới nó hơi già nên Phụng chặt cho nó ngắn bớt rồi nha mọi người ơi. Mọi người nướng cơm lam mọi người đóng mấy cái cây tre giống Phụng vậy ha. Mình ghét ngang qua vậy để mình dựng mấy cái ống tre lên nè mọi người. Để cho cái ống này nó nóng rồi mình mới bỏ vô lửa ha. Nếu mình bỏ vô lửa là nó sẽ không chín ở trong mà nó sẽ khét cái ống tre ở ngoài nha.
Mình cứ để vậy khoảng cỡ 15-20 phút để cho nó nóng lên rồi mình sẽ bỏ vô nha. Cơm lam nãy giờ Phụng nướng nãy giờ nó chín rồi nha mọi người ơi. Đen hết rồi ha. Còn măng nó cũng chín rồi ha. Đây là mắm nè mọi người, nó sôi nè. Bây giờ Phụng sẽ chuyển qua đây mình thưởng thức cái món cơm lam này nha. Rất là nóng luôn mọi người. Mọi người nhìn cái món cơm lam của Phụng nha. Mọi người thấy không? Rất là thơm luôn mọi người ơi. Bây giờ Phụng sẽ chẻ ra nha. Mọi người chảy cơm lam, mọi người chảy giống như chảy mía vậy mọi người. Mình đẻo đều hết cái ống cơm lam rồi mình sẽ ăn từ từ nha. Nó bị cháy vô trong luôn mọi người. Cũng chảy ra cơm lam hết rồi mọi người ơi, mọi người nhìn nè. Rất đẹp luôn ha, thơm nữa. Đây là mắm nêm nè mọi người. Măng nướng Phụng đã lột sẵn hết nè. Bây giờ Phụng sẽ chấm cái măng nướng này ăn với mắm nêm trước ha. Còn đây là bạn bạn Vinh, bạn nãy giờ đi quay chung với Phụng nè mọi người. Vinh chào mọi người ha. Chào mọi người nhé. Chắc sau thời gian này bạn Vinh sẽ đi quay với Phụng nhiều video hơn nữa mọi người ơi. Sẽ đồng hành với Phụng mọi video sau ha. Bây giờ Phụng sẽ cho mọi người xem cái món măng chấm mắm nêm ăn thử như thế nào nha. Vinh ăn đi Vinh ơi. Thế mọi người nhìn nè. Nó thơm luôn mọi Phụng mời mọi người ăn chung với Phụng nha. Măng này mọi người nướng á ăn nó sẽ khá là đắng nha. Mọi người phải luộc sơ qua mọi người chế biến á nó mới không đắng, còn nướng thì ăn sẽ đắng nha. Nhưng mà ăn đắng nó sẽ rất là ngon mọi người ơi. Mời mọi người ăn chung với mình nghe. Cảm giác sao Vinh? Ngon. Rất là giòn. Thực sự rất là nhỏ mọi người. Em mọi người. Măng này mình phải luộc sơ nữa. Sáng giờ Phụng với bạn Vinh này đi quay chưa kịp ăn cơm luôn mọi người. Bây giờ ăn măng thế cơm luôn ha. Nó ngon nha. Tiếp theo là Phụng sẽ mời mọi người ăn cái món cơm lam này ha. Tại vì nãy Phụng bỏ xì tin ở trên đó mọi người ơi, nó không có xuống được ha. Nó chỉ đỏ trên thôi, nhưng mà nhìn rất là ngon ha. Bây giờ Phụng sẽ đưa cho bạn Vinh trải nghiệm trước cái món cơm nha. Cơm rất là đẹp luôn mọi người. Thơm quá trời thơm à. Thơm lắm. Chấm miếng mắm ăn thử đi. Mời mọi người nha. Dẻo à. Dẻo quá. Phùng nhìn Phùng thèm quá mọi người ơi. Sáng giờ chưa ăn cái gì, đói quá mọi người. Đúng là cái cảm giác mà mình đói mình ăn cái gì nó ngon hết mọi người. Nên Phùng cho mọi người xem nha. Mọi người ăn cái miếng cơm lam chấm với mắm nêm ha. Nó rất dẻo luôn nha. Phụng thì thích ăn măng hơn ha. Tại vùng quê chỗ Phụng mọi người ha. Măng rất là nhiều luôn nha. Mọi người ơi, đây là cái món cơm lam của Phụng nha. Để Phụng test cho mọi người xem nha. Nó cứng luôn mọi người nhìn nè. Màu xì tin rất là đẹp luôn ha. Thơm đó mọi người ơi.
Bây giờ Phùng sẽ bóc ra nha. Mọi người ăn cơm lam mọi người bóc ra nhìn Phùng rất là ngon ha. Đây một bên là cái mắm nêm của Phùng nè mọi người. Phùng mời mọi người nha. Tại vì lần đầu bằng Vinh đi quay chung với Phụ mọi người, bằng Vinh rất là ngại ha, có chuyện nó không được ha. Phụng thì gặp mọi người rất nhiều lần rồi nên Phụng cũng không xa hết mọi người. Đây là cái món măng nướng của Phụng ha, mời mọi người nha. Không biết mọi người có ăn được măng nướng không ha, chứ Phụng rất thích ăn cái món luôn mọi người. Nó cảm giác nó đắng lần đầu thôi nhưng mà ăn cái ngọt nó rất là hậu ha. Sắp tới thì mình sẽ dẫn bạn Vinh đi theo chung với Phụng quay những video tiếp theo ha, cho nói chuyện cho nó vui, tại vì video đầu tiên bạn Vinh cũng hơi ngại mọi người, chỉ có mình Phụng nói. Cầm túi này không? Đây mọi người nhìn nè. Cùng mời mọi người nha. Mọi người nấu với gạo nếp á, ăn rất là dẻo ha. Lần đầu đi quay chung với tôi ông thấy sao Vinh? Mệt. Nói giờ phụ với bạn Vinh đi quay rất mệt mọi người ơi. Đói nữa. Những ai mà ở gần Phụng á, có thời gian đi chung với Phụng ha, trải nghiệm cái món mà Phụng ăn á, sẽ biết nha. Còn Vinh này ăn măng được không? Được. Quốc luôn. Phụng ăn cái nào cũng được mọi người. Măng hay là cơm lai thì Phụng ăn được ha. Mời mọi người nha. Đây. Nó ngon mọi người ạ. Cơm lam này mọi người, nếu mọi người phải chở đều tay nha, nếu mình không chở đều tay nó sẽ bị khét á. Phùng thì chỉ bị heo hao cái vỏ ngoài thôi mọi người, nhưng bên trong ăn rất là ngon ha. Cảm giác mình đói bụng ăn nhiều nó ngon hả mọi người. Sắp tới Phụng sẽ dành thời gian để đi quay mấy video sinh tồn thử thách không, mọi người nhớ theo dõi để ủng hộ cho Phụng nha. Ăn nãy giờ rất là nhiều mọi người, cũng khá là no ha. Bây giờ Phụng sẽ với bạn Vinh sẽ quay trở về nhà ha. Nãy giờ mình đi cũng sáng giờ rất là lâu rồi mọi người ơi.
Nếu mọi người thấy yêu mến video của Phụng cũng như bạn Vinh đây thì nhớ cho Phụng một like và một lượt chia sẻ nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Phụng. Cảm ơn nhiều rất nhiều. Bye.